quên ngay mấy quán bán combo sườn gọi món tận 5-700 nghìn đi anh em nhá. Thì ở đây người ta bán buffet sườn chỉ có 199 nghìn một người thôi. Ăn đã đời buffet sườn nướng ngũ vị, đạp sườn Thái Lan, tới mì hải sản rồi cả hamburger. Thương hiệu cực kỳ nổi tiếng bên Thái Lan với 25 chi nhánh này. Sườn nhà mình là sườn nhập, nó là nguyên một tảng sườn. Số này của mình đây là độc quyền của bên Thái hết. Nguyên liệu, gia vị, tất cả tập mọi thứ hầu hết là chúng mình phải kết hợp của bên Thái. Mọi người có tin là trước khi tới đây thì mình cực kỳ hiếm hoi ăn cái món này không? Cảm nhận là không phải là gu lắm. Vì mình không thích kiểu ăn sườn mà mềm mềm xong còn sốt âu như thế này. Nhưng hôm nay trải nghiệm và ngồi ngâm một lúc thì có vẻ như là đã mở ra một cái gì đấy khiến cho mình chấp nhận cái món ăn này dễ hơn. Mình thấy phục vụ khá là nhanh, bài bản. Tới thì mới gọi món. Số lượng món chọn thì không quá nhiều nhưng các món đều nóng, nêm nếm ngon. Điển hình có khoai tây chiên giòn rụm, mì hải sản đẫm sốt và đặc biệt là hamburger siêu chất lượng luôn ấy. Độ ngon thì không phải bàn luôn. Nếu không phải vì sợ no thì mình dám chắc món này sẽ được nhiều người ăn lắm ấy. Món chính của quán là sườn nướng và đảo sườn Thái Lan vì ở đây xuất thân là thương hiệu từ Thái mà. Sườn nướng ở đây có 5 vị cho mọi người lựa chọn sẽ là gạch tôm, mả la, BBQ, tiêu đen và cả phô mai nữa. Sốt gạch tôm sẽ là loại signature của quán. Sốt phô mai thì vị thiên ngọt, ngậy ngậy béo béo. Sốt tiêu thì ở tầm trung, còn BBQ và mả la thì lại vượt hẳn lên, là hai cái loại mà mình phải suy nghĩ lại về món ăn này. Sườn nướng nhưng mà cảm giác cực kỳ mềm, độ róc xương thì khỏi phải bàn, thịt quyện với sốt hòa hợp. Hôm nay trải nghiệm thấy ngọt ngọt một chút thôi, còn lại đều rất là ok. Biệt là cái đảo sườn cay Thái Lan ở đây rất là ngon. Giá bình thường là 286.000 một người, mà học sinh sinh viên có thẻ chỉ còn 199k thôi. Cho nên là nếu như mọi người thèm món này thì có thể tham khảo thử xem sao nhá. Đây là sườn rôm hốt, địa chỉ mình sẽ để ở trên màn hình nha.